Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng với tin tức 24 giờ HD. Trong bản tin trong nước và quốc tế ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua. Mở cốp một xe hơi từ Đồng Nai ra Bắc Ninh, cảnh sát giao thông thấy một người Trung Quốc. Cảnh sát mặc đồ bảo hộ khống chế F0 đánh cha mẹ. 9 ô tô phải quay đầu vì chở người tử vong không rõ nguyên nhân. Thành phố Thủ Đức thành lập 68 điểm an sinh xã hội khẩn cấp. F0 trong cộng đồng ở thành phố Hồ Chí Minh cao nhất 4 ngày qua, chiếm hơn 83% số ca mới. Cà Mau nới lỏng giãn cách xã hội, người dân hạn chế ra đường từ 21 giờ đến 4 giờ. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất bổ sung 2.576 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo, lao động tự do. Thủ tướng Vũ Đức Đam chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt mua bổ sung gần 20 triệu liều Pfizer. Trên đây là phần điểm tin dịch Covid nóng nhất mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Mọi ý kiến trái chiều, kính mời quý vị để lại tại phần bình luận. Mở cốp một xe hơi từ Đồng Nai ra Bắc Ninh, cảnh sát giao thông thấy một người Trung Quốc. Kính thưa quý vị, sáng ngày 21 tháng 8, đại diện chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng chống dịch COVID-19 ở xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa phát hiện trường hợp tài xế ô tô chở người từ vùng dịch. Cụ thể, vào khoảng 20 giờ đêm ngày 20 tháng 8, tổ công tác phát hiện ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát 18A21944 đi ra Bắc Ninh có biểu hiện đáng nghi nên yêu cầu dừng kiểm tra. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có một người đàn ông đang nằm ở trong cốp xe nên đã yêu cầu người này đi ra ngoài. Người đàn ông này không mang theo giấy tờ tùy thân. Tài xế xe là anh Nguyễn Bá Thuật, 27 tuổi, trú xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định. Người này khai đi cùng là anh Đào Văn Hiểu, 28 tuổi, xe đi từ Đồng Nai ra miền Bắc. Người đàn ông trong cốp xe có quốc tịch Trung Quốc, 33 tuổi. Thuật được một người thuê từ Đồng Nai trở ra Bắc Ninh với giá 5 triệu đồng. Khi nào chở người đàn ông ra tới nơi thì mới nhận tiền công. Để tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, Thuật đã cho người này trốn trong cốp xe. Tổ chức chốt đã lập biên bản sự việc và đưa cả 3 người vào khu cách ly tập trung, khu ký túc xá Michaco, thị xã Kỳ Anh. Với hành vi trên, tài xế sẽ bị xử phạt hành chính về lỗi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh, truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, được quy định tại khoản 2, điều 14, Nghị định 177/NĐ-CP. Thời gian vừa qua, tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện hàng trăm trường hợp chở người từ vùng dịch bằng phương tiện cá nhân, xử phạt hành chính số tiền gần 500 triệu đồng. Cảnh sát mặc đồ bảo hộ khống chế F0 đánh cha mẹ. Kính thưa quý vị, Công an quận Tân Bình sau đó được huy động đến hiện trường để khuyên can Mạnh dừng tay nhưng người này chống đối. Cảnh sát phải phá cửa xông vào giải cứu hai nạn nhân. Ông Mạnh thấy cảnh sát vào đã bỏ chạy lên lầu, leo lên mái nhà cố thủ. Ông ta cởi quần áo và dọa nhảy xuống nếu ai tiếp cận. Sau 30 phút giữ khoảng cách, cảnh sát trang bị bảo hộ y tế đã tiếp cận và khống chế người đàn ông này. Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đang làm việc với ông Mạnh, 60 tuổi, để làm rõ hành vi đánh đập cha mẹ mình tại nhà riêng ở hẻm 281 đường Lê Văn Sĩ. Lực lượng chức năng cho biết, cảnh sát thực hiện nhiệm vụ đã được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ và thiết bị y tế vì biết được thông tin ông và cha mẹ ông ta đều dương tính nCoV. Theo cảnh sát, chiều ngày 20 tháng 8, người dân tại hẻm này nghe nhiều tiếng kêu cứu phát ra bên trong nhà của ông. Lại gần kiểm tra, họ phát hiện người đàn ông này có biểu hiện mất kiểm soát và liên tục đánh đập cha mẹ mình. 9 ô tô phải quay đầu vì chở người tử vong không rõ nguyên nhân. Kính thưa quý vị, Trung tá Lê Anh Tuấn, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ, phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Tiền Giang cho biết, lực lượng chốt kiểm soát liên tục phải xử lý tình trạng xe cấp cứu, xe dịch vụ tang lễ chở người tử vong từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành về trái quy định. Theo đó, chỉ trong ngày 19 tháng 8, lực lượng tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, Thân Cửu Nghĩa, đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương và chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 Tân Hương, huyện Châu Thành phát hiện và cho quay đầu 9 trường hợp dùng xe cứu thương và xe dịch vụ tang lễ, xe rồng chở người tử vong không rõ nguyên nhân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành qua chốt gây khó khăn cho công tác kiểm dịch. Các trường hợp không xuất trình giấy tờ liên quan và biểu hiện nghi vấn đều cho quay đầu lại. Được biết, thời gian gần đây, lực lượng chức năng chốt kiểm soát phòng chống dịch liên tục xử lý tình trạng sử dụng xe cấp cứu, xe luồng xanh, chở người qua chốt trái phép.
các hành vi này chưa có dấu hiệu giảm thì nay xuất hiện tình trạng chở người tử vong không rõ nguyên nhân, khiến lực lượng các chốt kiểm dịch gặp khó khăn trong công tác xử lý. Các lực lượng chức năng cũng chia sẻ nỗi đau mất người thân của người dân, nhưng việc di chuyển trên đã và đang vi phạm các quy tắc trong phòng chống dịch tại các địa phương và gây khó khăn cho lực lượng chốt kiểm soát. Qua đó khuyến cáo tất cả người dân có người thân mất ở đâu thì nên an táng ở đó, tránh di chuyển, tiếp xúc nhiều nơi, rất dễ lây lan dịch bệnh. Đồng thời, tất cả các trường hợp đi vào địa phận Tiền Giang không có giấy phép hợp lệ, tử vong không rõ nguyên nhân và sự đồng ý của địa phương thì lực lượng chốt kiểm soát đều bắt quay đầu lại và kiên quyết xử lý theo pháp luật. Trung tá Lê Anh Tuấn cho biết thêm. Thành phố Thủ Đức thành lập 68 điểm an sinh xã hội khẩn cấp. Kính thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức ra mắt các điểm an sinh xã hội khẩn cấp trên địa bàn nhằm hỗ trợ kịp thời cho người dân gặp khó khăn bởi tác động của dịch COVID-19. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư thành phố Thủ Đức cho biết, toàn địa bàn thành phố Thủ Đức gồm 34 phường sẽ có 68 điểm an sinh xã hội khẩn cấp, trong đó có 4 điểm thuộc cấp thành phố và 64 điểm cấp phường. Các điểm này hoạt động 24/7. Mỗi phường sẽ có từ 1 tới 3 điểm an sinh xã hội tùy vào quy mô dân số. Thành phố Thủ Đức sẽ hỗ trợ kinh phí, hàng hóa, lương thực, thực phẩm cho các điểm hoạt động. Thành phố Thủ Đức kêu gọi sự tham gia của nhà hảo tâm, doanh nghiệp để chia sẻ với người dân trong thời điểm này. Hiện nay, thành phố Thủ Đức đã chuẩn bị hơn 70.000 phần quà để phân bổ với các điểm an sinh xã hội nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho người dân. Với tinh thần nhường cơm xẻ áo, chúng tôi sẽ có đợt hoạt động cao điểm để chăm lo cho người dân, nhất là những người lao động để họ yên tâm phòng chống dịch hiệu quả. Ông Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh. Bí thư thành phố Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu chia sẻ với người dân về những khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, động viên người dân an tâm ở yên trong nhà, địa phương sẽ hỗ trợ thuốc men và nhu yếu phẩm. Ông cũng yêu cầu chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm, sát sao hơn nữa đối với các trường hợp là người già neo đơn, phụ nữ mang thai và các em nhỏ trên địa bàn. F0 trong cộng đồng ở thành phố Hồ Chí Minh cao nhất 4 ngày qua, chiếm hơn 83% số ca mới. Kính thưa quý vị, theo dữ liệu từ cổng thông tin COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh, lúc 21 giờ ngày 20 tháng 8, trong hôm nay, thành phố xét nghiệm 38.488 mẫu, ghi nhận 3.347 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có đến 2.789 ca cộng đồng. Như vậy, tỷ lệ F0 trong tổng số mẫu xét nghiệm được lấy chiếm 8,6%, giảm 16,4% so với ngày 19 tháng 8. Còn tỷ lệ F0 cộng đồng chiếm đến 83,3% so với tổng số ca mắc, tăng 1% so với ngày 19 tháng 8, tăng 6% so với ngày 18 tháng 8, tăng 11% so với ngày 17 tháng 8, tăng 30% so với ngày 16 tháng 8. Trong đó nhiều nhất là các quận 10, quận 5, quận 3, quận Bình Thạnh, quận Tân Bình và huyện Hóc Môn. Cụ thể, trong 2.789 ca cộng đồng được phát hiện trong ngày 20 tháng 8, thì quận 10 có 318 ca, quận Bình Thạnh 286 ca, quận 5 có 217 ca, quận Tân Bình 178 ca, huyện Hóc Môn 169 ca. Đây cũng là những quận huyện liên tục ghi nhận F0 trong cộng đồng cao vào những ngày qua. Qua số liệu trên cho thấy, dù thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội, nhưng tỷ lệ F0 trong cộng đồng từng ngày tăng cao. Hôm nay 20 tháng 8 là ngày tăng cao nhất trong 4 ngày vừa qua. Tại buổi họp báo cung cấp thông tin tuyên truyền tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 8, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố HCDC cho rằng nguyên nhân số ca nhiễm trong cộng đồng tăng là do người dân có thể sử dụng test nhanh để kiểm tra, khi dương tính thì báo cơ sở y tế. Ngoài ra còn có lý do khác xuất phát từ việc chưa tuân thủ giãn cách khiến F0 có cơ hội lây bệnh cho cộng đồng. Thành phố đang triển khai lấy mẫu xét nghiệm giám sát theo quy định, phân loại các tổ dân phố, tổ nhân dân thành 4 nhóm, xanh, vàng, cam, đỏ và được tổ chức xét nghiệm theo quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố để giải phóng vùng sạch, đánh giá vùng nguy cơ, duy trì và kiểm soát lây nhiễm trong cộng đồng. Để kiểm soát dịch bệnh, từ ngày 23 tháng 8, thành phố sẽ đẩy mạnh thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách xã hội. HCDC khuyến cáo người dân cần thực hiện các quy định phòng chống dịch, thông điệp 5K, giãn cách và đồng ý tiêm vaccine ngay khi đến lượt, đồng thời học cách tự theo dõi, chăm sóc sức khỏe bản thân và dùng thuốc đúng cách khi thực hiện cách ly tại nhà từ các nguồn thông tin chính thống, tư vấn của chuyên gia. Thủ tướng Vũ Đức Đam chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt mua bổ sung gần 20 triệu liều Pfizer. Kính thưa quý vị, theo quyết định do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký ban hành, Chính phủ chấp thuận hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt
quy định tại Điều 26 luật đấu thầu đối với việc mua bổ sung xấp xỉ 20 triệu liều vaccine Pfizer. Trong quyết định này, Chính phủ giao Bộ Y tế tổ chức thực hiện việc mua vaccine phòng COVID-19 theo đúng quy định của pháp luật để có vaccine sớm nhất có thể, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch. Với hai hợp đồng ký cho đến nay, Việt Nam sẽ mua tổng cộng 51 triệu liều Pfizer, vaccine đã về hàng tuần từ tháng 7 vừa qua, với số lượng riêng quý 3 khoảng 3 triệu liều, còn lại về trong quý 4. Gần 20 triệu liều mua bổ sung này là vaccine dành cho trẻ vị thành niên 12-17 tuổi. Như vậy, đến cuối năm 2021, Việt Nam có thể sẽ triển khai tiêm ngừa cho nhóm tuổi này. Theo Bộ Y tế, hiện có khoảng 9 triệu trẻ từ 12-17 tuổi. Cùng ngày, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản khẩn gửi Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị khẩn trương có sự phân chia khu vực trên địa bàn, đảm bảo liên thông quy trình điều trị COVID-19 từ lúc phát hiện ca cấp cứu, tiếp nhận, chuyển viện giữa 3 tầng điều trị trên địa bàn, không để người bệnh không được cấp cứu kịp thời. Sắp xếp nguồn nhân lực y tế, đảm bảo vận hành hiệu quả, tập trung nguồn nhân lực cho điều trị, kéo giảm tử vong, kêu gọi các tổ chức cá nhân, tư nhân tham gia chống dịch. Các cơ quan đơn vị tại Thành phố Hồ Chí Minh chỉ bố trí lực lượng làm việc tại cơ quan đảm bảo duy trì hoạt động đơn vị theo phương án 3 tại chỗ hoặc một cung đường 2 điểm đến theo hình thức luân phiên hàng tuần, chỉ giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến. Cà Mau nới lỏng giãn cách xã hội, người dân hạn chế ra đường từ 21 giờ đến 4 giờ. Kính thưa quý vị, chiều ngày 20 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau quyết định thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh này sau giãn cách xã hội đợt thứ 3 theo chỉ thị 16. Theo đó, bắt đầu từ 0 giờ ngày 21 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau thực hiện nguyên tắc chung là tiếp tục thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, không tập trung quá 10 người tại một địa điểm ở nơi công cộng và ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh được phép hoạt động. Tuy nhiên, tỉnh yêu cầu tiếp tục dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, quán bar, vũ trường, karaoke, phòng game, phòng tập gym, yoga, rạp chiếu phim, bia, cơ sở massage, cơ sở làm đẹp, quán kinh doanh rượu bia. Song song đó, tỉnh hạn chế hoạt động các tiệc mừng hoặc sự kiện đông người, trường hợp tổ chức thì không tập trung quá 10 người tại một địa điểm vào một thời điểm. Với các công ty, doanh nghiệp, cơ sở, hộ gia đình kinh doanh ăn uống thì thực hiện mỗi bàn không quá 4 người, khoảng cách mỗi bàn tối thiểu là 2 mét. Riêng địa bàn thành phố Cà Mau và huyện Đầm Rơi chỉ được bán mang về. Từ 21 giờ hôm trước đến 4 giờ sáng ngày hôm sau, mọi người dân không được ra đường, trừ những trường hợp như lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai, cứu hộ, phòng cháy, chữa cháy, Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo rõ. Bên cạnh đó, yêu cầu mọi người dân không được di chuyển ra vào tỉnh Cà Mau và ngược lại, trừ trường hợp được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép. Tất cả phương tiện vận chuyển hàng hóa vào địa bàn tỉnh phải được kiểm soát nghiêm ngặt. Trước đó, khi thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, tỉnh này yêu cầu người dân hạn chế ra đường từ 18 giờ, đợt 1 và đợt 2, và từ 19 giờ trong đợt 3, đến 4 giờ sáng. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất bổ sung 2.576 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo, lao động tự do. Kính thưa quý vị, ngày 20 tháng 8, Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh có tờ trình khẩn gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bổ sung số lượng hỗ trợ cho hộ lao động nghèo và lao động tự do gặp khó khăn do tác động của dịch COVID-19. Theo đó, qua tổng hợp ý kiến của Ủy ban Nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức, Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận phát sinh nhiều công nhân, lao động, sinh viên, học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống trong các khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân, khu vực lao động nghèo, xóm nghèo, khu vực bị phong tỏa và lao động tự do không có giao kết hợp đồng lao động có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19 phức tạp kéo dài. Đây là các đối tượng nằm ngoài hai gói hỗ trợ trước đó của Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, Sở Lao động Thương binh Xã hội đề xuất bổ sung hơn 2.576 tỷ đồng để hỗ trợ các nhóm đối tượng này. Cụ thể, dự kiến bổ sung hơn 1 triệu hộ lao động nghèo với dự toán kinh phí chăm lo bổ sung là gần 1.573 tỷ đồng, mỗi hộ nhận 1,5 triệu đồng. Đồng thời, bổ sung hỗ trợ đối với hơn 669.000 lao động tự do với dự toán kinh phí hơn 1.003 tỷ đồng, mỗi người nhận 1,5 triệu đồng. Việc chi hỗ trợ không phân biệt số người trong hộ, không phân biệt thường trú hay tạm trú, không phân biệt thành phần nghề nghiệp, công nhân, lao động nghèo, sinh viên, học sinh khu ở trọ, khu lưu trú công nhân, khu vực lao động nghèo, xóm nghèo, khu vực phong tỏa. Đồng thời, việc chi hỗ trợ đảm bảo không trùng lắp, không bỏ sót người, không để người dân bị thiếu đói, không để hộ đang có khó khăn mà không được hỗ trợ.
Trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ lao động nghèo có thành viên trong hộ hưởng chính sách hỗ trợ lao động tự do theo nghị quyết 09 của Hội đồng Nhân dân TP HCM thì không hưởng tiếp chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ lao động nghèo. Sở Lao động Thương binh Xã hội TP HCM cũng đề xuất Ủy ban Nhân dân TP HCM giao Ủy ban Nhân dân quận huyện, thành phố Thủ Đức chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường, xã, thị trấn đến tổ dân phố, tổ nhân dân, khu phố, ấp khẩn trương rà soát kỹ, bổ sung hộ lao động nghèo và lao động tự do đang gặp khó khăn do thời gian giãn cách kéo dài để thực hiện chi hỗ trợ. Trước đó, đầu tháng 7, TP HCM triển khai gói hỗ trợ 886 tỷ đồng hỗ trợ lao động tự do thuộc 6 nhóm ngành nghề, bao gồm bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ trên đường phố, thu gom rác, phế liệu, bốc vác, vận chuyển hàng hóa, bán vé số dạo, làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe. Làm việc thuộc ngành nghề phải tạm ngừng hoạt động theo chỉ đạo của chính quyền thành phố này. Trong đợt này, có khoảng 366.000 lao động tự do được hỗ trợ với tổng số tiền gần 550 tỷ đồng, mỗi người nhận 1,5 triệu đồng. Đầu tháng 8, TP HCM triển khai gói hỗ trợ lần 2 hơn 900 tỷ đồng dành cho 3 nhóm. Ngoài 366.000 lao động tự do, thành phố hỗ trợ thêm khoảng 260.000 hộ nghèo, cận nghèo, hộ lao động nghèo sống trong các khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân, khu phong tỏa, mỗi trường hợp nhận 1,5 triệu đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin hữu ích, quý vị đừng quên chia sẻ đến nhiều người cùng xem và nhớ đăng ký kênh Đồng hành cùng với Tin tức 24 giờ HD. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.